Rồi, ok, chào mọi người. Hôm nay lại lên tiếp người một lô máy câu nha mọi người. Thì lô máy câu này gồm những con máy mà đời cổ nè, Michelin, Dam, đây của Michelin, đây là Sento, và những con máy được cao một tí như Daiwa Emblem, Beamaster. Trên đây là một dàn CTS mọi người, Daiwa CTS. Rồi, để shop vô cụ thể từng máy cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi cũng clip sắp lên á thì anh em gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Sắp lên máy thứ nhất thì máy thứ nhất lên cho mọi người là một con máy Abu. Thì đây là một con Abu 2500, thì đây là một hàng trưng bày chưa qua sử dụng và nó có dây theo máy lúc nào đó. Tay quay sẽ là tay quay đôi, thích hợp cho anh em là câu lua nhé, câu lua, câu ISO, câu lăng xê đó. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 2500, cước bè 2 á, cước 2 chấm bè số 2, bè số 2 á, sẽ vô được 150 m nha mọi người. Bè số 2 sẽ vô được 150 m, và tem còn luôn nè đó. Cước 2.5 sẽ vô được 150 m, bè số 2 sẽ được 150 m. Gato của con này là hình như là 5.8.1, chạy 4 mặt đạn mọi người, chạy 4 mặt đạn. Đây, Gato luôn nè, chạy 4 mặt đạn. Máy thì hoạt động rất là mượt nhé, trơn tru, êm máy, ngon lành. Ở bên sóng lấy cước ok, gạt cước rất là ok nha mọi người, còn lăn ok đó. Khóa 1 triệu hoạt động mượt mà đó, rất là ngon nhé. Rồi, giá công khai máy số 1 giá 700.000 nha mọi người, 700k cộng ship. Tiếp theo máy số 2, máy số 2 lên cho người một con Abu. Thì đây vẫn vậy, một con Abu hàng trưng bày chưa qua sử dụng, có dây theo máy luôn. Thì đây một dòng Abu được sản xuất tại China và nó xuất riêng trên thị trường Nhật thôi nha mọi người. Đó, đây tem đầy đủ nhé. Và con này nó có xây tương đương tầm khoảng 6.000. Thì đây một con Abu 5.000, đây là cái tên của nó thôi nha mọi người, nhưng mà xây của nó thì nó ra tầm khoảng 6.000. Cước số 6 sẽ được 150 m. Bè số 3 chấm bè số 3 sẽ được 240 m. Và con này chuyên về cho anh em nào dạng câu lua, mà dạng anh em lua nhá thật đó mọi người, nhá thiệt, hay anh em lua gần, câu ngâm, câu lăn xê, câu cha, câu chép thoải mái. Xây 6.000 thì dạng đa năng này, gấp liền, máy hoạt động mượt mà nhá. Đặc biệt là con này nó tay quay nấm tròn nha mọi người, nấm tròn bự. Đó. Đây, quay nhá, mượt mà nha mọi người. Thì máy hoạt động rất êm. Đó. Êm thì thầm luôn, vì đây là một máy mới hàng trưng bày. Đó. Cứ ok, bộ bình sống. Rồi, giá công khai máy số 2, giá là 800 người, 800 cộng ship máy số 2. Tiếp theo máy số 3. Máy số 3 lên cho mọi người là một con máy Michelin. Thì đây là một con Michelin 300. Và máy này được sản xuất tại Pháp nha người, Main France. Đây. Thì con này nếu đo về xây máy thì con này nó gây tầm khoảng 4.000. 4.000. Máy thì hoạt động ok. Đó. Những con máy cổ thì hoạt động thế này là ngon lành này. Đó. Được cái thì con này nó hoạt động thì rất là lực nha mọi người. Rất là lực. Anh em lua lóc rất là thích một loại này. Đó. Tiếng rắc mô bên nghe cũng rất là êm nè. Gà lê tự bật nha mọi người. Đó. Gà lê tự bật. Nhông của nó sẽ là nhông hai lớp nhé, nhông con này sẽ là nhông hai lớp, rất là xịn. Rồi, giá công khai máy số 3 giá là 750k như này, 750k cộng ship máy số 3. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 lên cho người vẫn là một con máy hàng cổ. Thì đây là một con máy Đam Đức. Đó. Một con máy Đam Quýt 303 330. Thì con này được sản xuất của Đức nha người, Mini. Đó. Đức sản xuất. Những con máy này thì nó siêu bền luôn, rất là bền. Con này nó ra tầm khoảng 5-60 năm rồi, mà nó hoạt động thì rất là mượt. Cái cò đá nó kêu tịch tịch nè, đánh vô này thấy không? Đó. Thì này không thích thì nắm dở hoặc kéo qua đây thì nên gục. Máy hoạt động thì đảm bảo người là bao im luôn. Con này bao im, bao gơ luôn á, rất là mượt. Mấy con này Đức sản xuất mà, hàng Đức sản xuất thì rất êm. Ở bàn. Thì con này có xe tương đương ra tập khoảng 5.000. Đó, 4.000, 5.000. Nó hoạt động êm.
mua bị sống cốt nhắn đó, đây cấu tạo nó và tổng thì mực mà đó, rất là êm nhé. Con này về cho anh em sưu tầm câu lua câu ngâm thả ra đó. Thì giá công khai máy số 4 giá là 800k người, 800k cộng ship máy số 4. Tiếp theo máy số 5, máy số 5 lên cho mọi người một con máy của hàng Mỹ sản xuất, đây máy hình suốt này. Thì đây một con máy Ben, một con Ben 4500 SS, và con này có xe tương đương tầm khoảng 4.000-5.000 Shimano. Máy thì hoạt động trơn tru mượt mà nhé. Con này về mà anh em dạng câu câu ngâm á, câu ngâm đăng xe hết bài đó. Thôi anh em dạng ngâm mà dạng ngâm bạo lực mà anh em không thích máy lớn á, máy nhỏ á, thì con này vẫn đáp ứng cho anh em luôn nhé. Nói thật thì dòng Ben này thì nó rất hiếm mà. Bây giờ Ben mà của Mỹ sản xuất thì rất là hiếm, đa phần Ben bây giờ toàn là hàng của China xuất thôi đó. Đây, Ben của Mỹ sản xuất mua bít sống đó, cốp là cốp to luôn nha mọi người, cốp cái này to luôn, màu bên sống màu bên vàng rất là đẹp. Rồi giá con hai máy số 5 giá là 1.300.000 người, 1.300.000 cộng ship máy số 5. Tiếp theo máy số 6, máy số 6 lên tiếp người vẫn là một con máy cổ đó, một con máy của hãng Olympic. Thì con này nồi của nó sẽ là nồi inox nè mọi người, sáng bóng nha. Có mấy bớt quằn quằn nè, nó dính màu lắm mọi người. Đây đó, cái nồi rất là mới. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 10.000 đó, 9.000 10.000 hoạt động rất ok đó, im mượt nhé. Bên sống con lăn còn đẹp. Thì con này nó xe tương đương tầm khoảng 10.000 đó, 9.000 10.000 cước số 8 được 220 mét, cước số 10 được 175 mét. Con này chuyên về cho anh em nào câu ngâm đó, câu ngâm, câu bạo lực, câu biển, câu bông lau, câu cá tra. Rồi giá công khai máy số 6 giá 800 người, 800k cộng ship máy số 6. Tiếp theo qua đây, đây là máy số 7 lên cho người một con Preros. Thì con Preros này mình bán với giá thanh lý cho người luôn đó, máy hoạt động rất êm nha mọi người, đó, mượt mà. Thì đây một con Preros SW 5000, một con chuyên về cho anh em nào câu biển, câu ngâm, câu lăn xe, câu tra, câu chép nhé. Tay quay của nó là tay quay nấm tròn nè, đó. Tay quay nấm tròn Shimano, đó. Đây dòng Preros, dòng máy SW 5000. Thì con này cước số 5 sẽ được 150 mét, B số 3 sẽ được là 240 mét. Và máy này được sản xuất tại Malaysia, đây tem lỗ đàng hoàng nhé. Con lăn còn ok mọi người, lăn xay nhé, rất là mượt. Và con này tại sao thanh lý, đây tay quay nó có bị rằn thế này nè, đó hai bên. Thì mình cũng đã test này, câu thì bình thường không ảnh hưởng gì hết, nó chỉ mắc thẩm mỹ cho đó thôi đó. Quay siết nha, đây đó. Rồi nên mình cũng bán với giá thanh lý cho anh em luôn. Thì máy sau thì mình sẽ báo cho anh em kỹ càng vậy. Ngoại hình máy thì nó có xây sát ít thôi, nó xây sát chứ xây sát có thể chấp nhận được. Đây nó dạng xây sát thế này đó. Đây đó, bán về cho anh em nào thích trải nghiệm. Rồi giá công khai máy số 7 giá 1.200.000 người, 1.200.000 cộng ship máy số 7. Con này mà ngon lành thì rơi tầm khoảng 2.000.000 người, 2.000.000-1.800.000. Máy của Shimano sản xuất rất là êm nhé, hoạt động mượt mà nhé mọi người, hoạt động thì không lỗi. Rồi máy số 7 1.200.000 cộng ship. Tiếp theo máy số 8, thì máy số 8 lên tiếp người một con máy của Shimano, một con Shimano LF 1000. Thì con LF 1000 này được sản xuất tại Malaysia, đây máy rất nhỏ gọn nha mọi người, đó máy có nút châm dầu nè, đó tổng thể ngoại hình thì còn ok, nó có xây sát quay điểm nè, đây xây sát, đây xây sát, đó.
Bộ pin thì ok, kêu đẹp nha, kêu len keng nhé. Thì con này nó cước số 1.5 á, như được 150m, 130m, cước số 2 được 100m nha mọi người. Đó, con này anh em về câu dịch vụ, câu lờ, anh em câu lua suối, gót liền, máy hoạt động rất là mượt nha. Thì chuẩn bị tới mùa tôm này, thì đây một lựa chọn rất là lý tưởng nha. Hoạt động mượt mà nha mọi người, bao cho anh em hoạt động. Rồi, giá công khai máy số 8, giá 1 triệu người, 1 triệu cộng chip máy số 8. Tiếp theo máy số 9. Máy số 9 là tiếp người quản một con máy Simno LF. Thì con này thì nó bị bay thông số rồi. Đó, như nó vẫn có nút châm dầu nè, đó. Ngoại hình còn tương đối sáng nè. Đây. Đó. Đây. Xước xác ít thôi. Thiết xác tương đối ít. Con này hình như là đời 2008 đúng rồi, 2008 2009. Made Malaysia. Đây, tổng thể ngoài ok nha, mua bên sóng. Hoạt động thì chân tru, mấy con này hoạt động rất là mượt. Đó, cái này thì bao về phần hoạt động cho mọi người. Đó, phá một chiều ngon lành. Quay ngược ok. Quay tới ngon mượt. Rồi, giá công khai máy số 9, giá 1 triệu người, 1 triệu cộng ship máy số 9. Tiếp theo sẽ là máy số 10. Thì máy số 10 gửi lên tiếp người một con máy của hãng Shimano. Và đây một con máy nội địa nha người, Shimano Mainstream. Thì đây một con Shimano BioMaster. Đây một con BioMaster 2500X. Đó. Máy thì hoạt động tương đối ok. Đó. Ngon lành nha mọi người. Đó. Bên trả ngược ok. Thì con này là một con máy có nông nha mọi người. Đó, con máy có nông. Chuyên về cho anh em dạng câu ISO, câu ICATA, câu lua. Lua mà anh em lua dây nhỏ nhé. Và con này bia số 1 á, sẽ vô được 110m nha mọi người. Mô bình sóng. Hàng bia master. Nó có nút châm dầu nha mọi người. Nút châm dầu luôn. Máy thì xây xác rồi. Máy xây xác. Đây, xây xác nhé. Xây xác. Đó. Con này về câu mà dạng ISO thì hết bài. Đó. ISO câu ngâm. Câu ngâm anh em câu dây nhỏ. Câu BE và anh em câu cảm giác á. Câu lua. Thì con máy số 10 giá công khai nha mọi người, giá 1 triệu mốt cộng ship máy số 10. Tiếp theo máy 11. 11 lên tiếp người là một con máy của Shimano. Thì con này một con máy Shimano Twin Power. Đó. 1000. Xe 1000 này rất là hiếm nha mọi người. Rất hiếm luôn. Xe 1000 có dòng T-Win này rất là hiếm. Hoạt động thì chân tru nè mọi người. Đó. Rất là mượt nha. Trả ngược ok. Quay tới mượt mà. Đó. Con này về cho anh em câu hanh, câu cháp, câu cảm giác. Mô pin sống nha. Mô pin thì đẹp. Có nó có bị múi nhăn hoài điểm nè. Trên đây nè. Đó. Trên quyền trên đây thì không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Đó. Máy thì hoạt động ok, chân chung. Thì con này cước số 1.5 á, như là 130m, cước số 2 như là 100m, cước số 3 như được 65m. Hoạt động mượt mà. Tay quay đổi trái phải bình thường. Lấy cước ok. Quay ngược ok. Khóa 1 triệu dính, ngon lành. Rồi, giá công khai máy số 11, giá 1 triệu 6 người, 1 triệu 6 cộng ship số 11. Tiếp theo máy số 12. 12 lên tiếp người một con máy Shimano LF. Thì con LF này, một con LF C5000. Thì dòng xe này dòng máy body nha mọi người, body nhỏ gọn. Với máy 5000 này thì anh em có thể câu câu lốc, câu nhá thiệt, câu nhá hơi. Anh em có thể câu ngâm, câu lăn xe đều rất là ngon nhé. Máy hoạt động mượt mà. Rất là mượt luôn. Đó. Phá dính nè. Đó. Có máy có nút châm dầu nè, thuận tiện cho anh em nào mà bảo dưỡng máy á, hả, cứ tháo ra châm miếng dầu vô rồi xong. Mua pin nè, mua pin sống rất là đã nha mọi người. Lấy cước thì ok, đó. Quay hoạt động mượt mà. Thì con ES này được sản xuất tại Malaysia luôn nha mọi người, được sản xuất tại Malaysia. Quay ngược ok, đó. Rồi, giá công khai máy số
Mã số 12 giá 1 triệu 2 ngay, 1 triệu 2 cộng ship mã số 12, tổng thể ngoại hình còn nhìn rất ok nhé. Tiếp theo mã số 13. Máy 13 lên tiếp người là một con máy Daiwa Kit. Thì đây một con máy Kit Cardina 3000. Và con Kit 3000 này thì có xe tương đương tầm khoảng 4000 Shimano, cứ số 4 sẽ độ 150m, cứ số 3 sẽ độ 200m. Tổng thể ngoại hình còn rất là ok nha mọi người, tương đối sáng. Đây, con xước xước con lăn một tí. Tổng thể ngoại hình tương đối ok. Con này hoạt động thì ở mức chấp nhận được nha mọi người. Nó hoạt động nó có hơi bị gơ nhẹ. Đó, mình nói rõ cho mọi người luôn. Đó, hoạt động thì chân chu nó bị gơ nhẹ thôi. Phá một chiều ok, phá dính. Con này về cho anh em nào dạng câu lóc, câu nha thiệt. Thả ra. Đó. Câu ngâm. Nước cước ok. Rồi, giá con khai máy số 13, giá 1 triệu 3 rồi. Đó, một con máy giá rất khủng nghĩa luôn. Đó, hoạt động thì ok nè. Đó. Đó. Rồi, giá 10, con 13, giá 1 triệu 3 cộng ship. Tiếp theo lên đây là cho mọi người ba máy cổ. Thì đây một con máy Michelin. Thì con này một con Michelin 302. Chuyên về cho anh em nào dạng câu ngâm. Đó. Máy được sản xuất tại Pháp nha mọi người, main frank. Con này cổ rồi, đời cổ. Con này nếu sát vào xây thì nó ra tầm khoảng 9.000, 8.000, 9.000 nhá. Máy tương đối nhìn máy cổ thì ngoại hình thế này thì nhìn còn rất ok ha. Không thể nào mà đời nó còn mới hơn được nữa. Vô bên trong nhá. Con lăn con này thì còn ok, sáng nha mọi người. Đó. Hoạt động thì chân tru. Quay ngược ok, quay tới ok. Rồi, giá cũng hai máy số 14, giá 1 triệu 3 người, 1 triệu 3 cộng ship máy 14. Tiếp theo máy số 15. Máy 15 lên cho người một con máy Michelin 303. Và con này là quay tay phải những người. Đó, nó kỹ lại là con này quay tay phải. Thì mô bên sóng này, mô bên thì sóng này. Đó. Tổng thể ngoại hình thì có xây sát. Thì đối với máy cổ thì máy tay phải thì rất là hiếm nha. Còn lan con này bị ga tay một tí nè. Về anh em câu thì anh em tiện lại nhé. Máy thì hoạt động trên châu rồi. Đó. Mấy người ok, quay tới ok. Rất im. Rồi, giá công khai máy số 15. Giá là 900 rồi, giảm giá luôn. Giá 900 cộng ship máy số 15. Tiếp theo máy số 16. Này là một con máy cổ. Thì đây một con máy Cento. Cento Centofe. Một con Cento của Pháp. Đây. Máy in frank, đuôi chuột sừng trâu. Đó. Tổng thể ngoại hình máy thì còn tương đối ok. Bộ bên sóng nghe rất là gắt nha. Tổng thể ngoại hình thì còn ok. Đó. Thì con này thì có con lăn bị khứa dây mọi người, nó bị oxy hóa nè. Anh em lấy con này về thì tiện lợi con lăn dùm mình shop nha. Máy hoạt động ok mọi người. Đó. Động tương đối ok, nhôm cổ rồi ngon lành nha. Con này của anh em lừa lóc và hết bài. Rồi giá công khai máy số 16, giá 1 triệu 5 ngay, 1 triệu 500k cộng ship, giá cực kỳ hữu nghị. Tiếp theo máy số 17. 17 lên tiếp người một con máy của hãng Daiwa. Thì đây một con Daiwa Emblem 3000 IA. Thì anh em biết dòng, anh em đã biết thì dòng Emblem này thì dòng được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Đó, một con sản xuất tại Nhật. Máy thì hoạt động ok. Đó. Máy bị xào mặt đạn nhẹ nha mọi người. Đó. Bị xào mặt đạn nhẹ thôi, nhưng hoạt động thì của anh em câu thì thả ra. Đó. Những con Emblem này thì rất là bền. Bộ bên sẽ là bộ bên sống nhé. Thì máy này có xe tương đương là khoảng 4.000 Shimano nha mọi người, 4.000 Shimano. Con này về cho anh em tàu lốc, tôi nhớ thiệt là hết vô tư, ngon lành.
Thôi anh em có thể câu ngâm cũng được, câu ngâm thì rất là êm luôn. Đó. Lấy cước ok. Rồi, giá công khai mã số 17, giá 1 triệu người, 1 triệu cộng ship mã số 17. Tiếp theo mã số 18. 18 vẫn là vậy, vẫn là một con máy emblem 3000 IA. Đó. Thì con này có thể tương đương ra tầm khoảng 4000, vẫn là xe 4000 Shimano. Con này chỉnh về cho anh em câu lóc nha, câu lóc câu nhát thiệt. Lure gray, câu ngâm lăn xê. Đây. Ngoại hình còn tương đối ok người, nó bị xây xát nhọn xước lông mèo thôi. Xước li ti. Thì con này được cũng được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Được sản xuất tại Nhật Mercedes-Benz. Hoạt động thì chân tru nha. Con này thì hoạt động chân tru. Rất là im. Những con emblem này thì hoạt động rất là lực nha mọi người. Lực không có thua gì mấy con Tourman đâu. Ngon lành. Rồi, giá công khai mã số 18, giá 1,3 triệu người, 1,3 triệu cộng ship mã số 18. Mã xây 4000. Tiếp theo máy số 19. 19 lên tiếp người vẫn là một con máy Daiwa Emblem. Thì đây một con máy Daiwa Emblem 3000C. Đó. ABS luôn nè. Đó. Thì tổng thể của hình thì nó có xước cái này nè, xước cái này dạng xước nó mất tem nè. Phần còn lại ok, đẹp nha mọi người. Đó. Đây, phần còn lại tương đối đẹp. Thì con này vẫn được sản xuất tại Nhật nha, Mercedes-Benz. Đất đây. Đó, đẹp. Đây. Giọt ít bị xước nha mọi người. Con này quẩn về cho anh em dạng câu ngâm, câu lóc, câu lua, câu lăn xê. Xe này tương đương với xe là, để xem cước xem, cước số 4 là 150m. Xe 4000 Spano nhé. Một xe chỉnh đa năng. Máy thì hoạt động im mượt rồi, chân chu, ngon lành. Đó, rất là mượt nha mọi người. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó, ngon lành. Rồi, giá công khai máy số 19, giá 1,3 triệu người, 1,3 triệu cộng ship máy số 19. Tiếp theo máy số 20 vẫn là vậy, vẫn một con máy Daiwa MLM 3000C. Và con này xây tương đương, vẫn là xây 4000 nha mọi người, xây 4000 Shimano. Đây, tổng thể nguyên còn rất là đẹp nè. Đó. Hàng vẫn được sản xuất tại Nhật, Mercedes-Benz. Con lăn cước thì đẹp rồi. Đó. Máy này thì sắp kiểm tra kỹ hết. Bô bin sống. Rất ít bị xước nha người. Máy còn ok. Đây. Xước thì rất ít. Đó. Tương đối con này cũng xem như là máy đẹp. Hoạt động thì chân tru, mượt mà. Đó. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Thả 1 triệu ok, bộ bình sống, lấy cước ngon lành. Rồi, giá công khai mã số 20, máy này máy đẹp một tí, giá 1 triệu tư rồi, 1 triệu tư cộng ship máy 20. Đó. Tiếp theo sẽ là mã số 21, thì 21 lên cho người một con máy hàng siêu lướt luôn. Đây là một con máy Daiwa Emblem, hàng cực kỳ siêu lướt. Máy rất là đẹp. Con này về nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Đây. Con lăn cước nè. Đó. Con đuôi nè. Nó không bị xước luôn. Thì đây một con máy emblem 4000. Có xe tương đương với tầm khoảng 6000 Shimano nha mọi người. Cước số 6 sẽ được 150m. Cước số 2, cước số 5 sẽ được 200m. Bên lưỡi tổng kiều ngon, rất là êm, kiều rất là tay quay nè, rất là đẹp. Dạng xước thì dạng giống như nó vận chuyển rồi bị xước thôi, chứ kiểm tra kỹ thì nó không có xước gì lớn hết. Thì hoạt động thì mấy con này hoạt động rất là mượt rồi, chân chu nhé. Với xe 6000 này thì anh em có thể câu ngâm, câu lăn xê, câu cá cha, câu cá chép, câu lục cũng được, câu biển. Anh em tay to tí thì có thể về lấy đi câu lóc, câu lóc và lóc gừng cho nhá thiệt. Máy rất là êm, hoạt động chân tru nhá, mượt mà.
đặc biệt là tay quen tấm gỗ nữa nè. Đó. Rồi giá công khai máy số 21, giá 1.6 người, 1.6 cộng ship máy số 21. Tiếp theo máy số 22, 22 lên trong người một con máy Daiwa Gardia, bị Gardia. Thì con bị Gardia này một con máy bản nâng cấp của hàng kit nha mọi người, một con bản nâng cấp của hàng kit. Máy thì đảm bảo với mọi người ngoại hình con này nó ra tầm khoảng 90-93%, máy rất là đẹp. Thì con này xây Gardia, con này 2500, cấp xe tương đương qua tập khoảng 3000, cước số 3 cho được 150m, cước số 2 được 200m, và máy được sản xuất tại Nhật. Tay quay của nó là tay quay gen quặn nha mọi người. Đây, một bản nâng cấp của kit. Hàng này Hà Nội đi Nhật, họ xuất ra ngoài thì rất ít luôn. Đó. Máy về thì có dây bia xịn đi theo máy nè, dây này rất là mịn mọi người, dây này chắc của Warriquat thời Shimano gì nè. Nói chung thì dây này mình cũng không biết nên cũng bó tay. Máy thì hoạt động rất là mượt và im là im một cách thì thầm luôn, rất là trơn tru ha, trả ngược ok, quay ngược mượt mà. Đó. Quay tới ngon lành, hàng Nhật sản xuất. Rồi giá công khai máy số 22, giá 2.3 người, 2.3 cộng ship. Con này đem về câu lua là vô tư, rất là mượt, rất là đã. Tiếp theo máy số 23, 23 lên cho người vẫn là một con máy của hãng Daiwa. Thì đây một con máy Daiwa Luiat, một con Luiat đây. Thì đây một con Luiat 3000, cái xe tương đương ra tầm khoảng 4000 Shimano, 4000 gửi. Và cước BE số 2 vừa được 250m nha mọi người, cước BE số 2 vừa được 250m. Máy còn rất là đẹp, bị xước cái này một ít thôi, bị xước cái này đó. Nấm là được nấm độn rồi, nấm RCS, nấm độ, nấm độn xịn luôn á. Đây không có xước gì nhiều chứ mọi người, con lăn thì còn đẹp, máy hoạt động trơn tru rất là mượt. Con này anh em về chiên về cho anh em câu lưu lóc, câu giá thật. Đó. Tay quay chiếc ngân quặng nha mọi người. Anh em đủ thấy đồ mượt rồi. Đó. Rất là mượt nha. Hoạt động chân chu, rất là êm. Chiên về cho anh em câu lóc nha. Câu lóc. Cầu ngâm, cầu lăn xe. Rồi giá máy số 23, giá 2.6 người, 2.6 cộng ship máy số 23. Tiếp theo máy số 24, 24 lên cho mọi người một con máy Daiwa CTS. Đây là một con CTS 2506, đây một bản custom nữa mọi người, 2506 custom. Đó. 2506 là có nông. Thì cước be 0.8 sẽ được 140m. Đó, con này về cho anh em câu dạng câu cá chép, câu cá chê, hoặc dịch vụ là vô tư. Tiếng gắt nghe rất là hay nhé. CTS. Nó có xây sát, con này xây sát nè, nó xước cho này chín nè. Đó. Xước đây nè. Hàng nhà Ben được cái nó có nấm độ nè. Đó. Hoạt động thì mượt mà. Đó. Rất là êm nhé. Lắc nó quay nè. Đó. Dòng xe test nổi tiếng mượt mà rồi. Đó. Ôi bị sống. Đó. Để tải quay thôi nó cũng quay nữa nè. Đó. Thì con này cái đuôi nó bị gãy một tí nè mọi người. Nhưng mà vẫn còn gạt qua gạt lại được nhá, chứ không phải là gãy mất tiêu luôn nha mọi người. Đây. Đó, gãy gãy lúc ra nó bị gãy. Mọi người ok. Vậy tới ok. Rồi giá công khai máy số 24, giá 1.8 người, 1.8 cộng ship máy số 24. Tiếp theo qua đây, và đây là máy số 25, 25 lên cho mọi người một con Abu. Thì đây một dòng Abu Super
3000 MX MXH tay quay, tay quay ngang dặn nè. Đó. Thì con này chạy 5 mặt đạn nha mọi người, chạy 5 mặt đạn. Và đây một bản của China xuất cho thị trường Nhật. BA số 2 sẽ được 220m nha mọi người. BA số 2 sẽ được 220m. Con này có xây tương đương ra tầm khoảng 4000 Spano. Máy thì hoạt động rất là mượt nha mọi người. Con này một con dạng giang hùng, dạng dùng lướt thôi, hoạt động mượt mà. Rất là êm. Đó. Mình sống. Đấy cước ok. Có lăn cước đẹp. Đó. Con này. Thì máy này về thì nó full hợp nha mọi người, full hợp luôn. Đó. Full hợp, full phụ kiện. Đây, hợp nó đây. Thì con 5 mặt đạn gato của nó là 6.2.1. Đó, thông số của nó. Đây, đây là cái nước của nó, họ xuất lên đây. Đó. Nó có nhật này phải không? Đó. Thì con này nó có hộp giấy tờ đầy đủ nhé, giấy tờ năm đàn đầy đủ hết. Đó. Rồi giá công khai máy số 25, giá 1.500.000 người, 1.500.000 cộng ship máy số 25. Tiếp theo máy số 26, thì 26 lên cho mọi người một con máy của Shimano. Thì đây một con máy của Sugase gì mà là Sugase BBC 2000 SSBG. Thì con này về thì nó còn hợp nè, nó còn hợp, còn tu tay quay zin luôn nè, tay quay zin của nó, túi sách và giấy tờ của nó. Đó. Nói chung thì con này đủ phụ kiện hết luôn á, và được hai cái tay quay đôi độ nè, đó, một cái chống ngã. Và cái chống zin của nó bị mất nha mọi người. Đó, chỉ có cái chống ngã này thôi. Mà độ bên Nhật họ độ về vô một cái là nó vô màu hợp màu luôn đó mọi người. Đó, tông sực tông luôn nè. Đó. Con này dạng lấy về cũng lấy về dạng hàng lướt thôi. Đó, nó có xước sát chỗ này ít thôi. Đó, xước sát chỗ này. Chỗ này. Đó, như đây ít thôi. Máy thì vừa động rất là mượt. Đó. Con này hình như là đời 2020-2022 vậy mọi người. Đó. Thì con này nó gato của nó là 4.3.1, rắc của nó là mát là 3kg, và con này nặng là 200g nha mọi người, nặng 200g, mặt đạn của nó là 5+1. Thì BE 0.6 sẽ là 140m. Đó. BE 0.6 với 140m. Và đây nó có BE xin đi BE từ Nhật về luôn nè. Đó. Tiếng mua bên kiều rất là đã nha mọi người. Con này về cho anh em dạng lua suối, lua đầm. Đó. Công mực. Đó. Rất là êm. Máy hoạt động mượt mà. Phá là dính, phá là dính. Đó. Tay quay zin nhé. Tay quay độ. Tay quay với chống ngã này thì nó cũng giá nó cũng căng căng đó mọi người. Đó, màu titan. Rồi, giá con này được sản xuất tại Malaysia nha mọi người, được sản xuất tại Malaysia. Rồi, giá công khai mã số 26, giá là 2.600.000 người, 2.600.000 mã số 26. Đủ đồ chơi luôn, mua về là câu thôi. Tiếp theo mã số 27, 27 lên tiếp người là một con máy Daiwa Shimano có nông. Thì đây một con máy Shimano có nông spin soi. Đó, hai cõi này, cõi số 5 và cõi số 3. Thì cõi số 3 thì dây số 3 sẽ được là cõi số 3 dây số 4 sẽ được 150m. Cõi số 5 dây số 6 được 170m. Đó, máy thì hoạt động rất êm và máy dạng máy lướt và rất là đẹp. Máy lướt rất là đẹp, hoạt động mượt mà nhé. Hai cối này thì ok, đẹp đẽ hết. Đây, mua viên đây. Tiếng gắt nghe cũng rất là hay. Con này về chiên về cho anh em nào câu lục, câu bạc bãi, anh em câu cá mè. Máy rất là đẹp.
máy có nong, da dây rất là xa nhé. Máy được sản xuất tại Malay, máy thì body nhỏ gọn rồi đó, hoạt động mượt mà. Thì máy quê thì có hai cuộn dây đi theo máy luôn nè, hai cuộn dây này cũng tương đối xịn nhá, nên mình để lại cho anh em luôn. Rồi giá công khai máy số 27, giá 2,5 triệu rồi, 2,5 triệu cộng ship máy số 27, máy rất là mới. Và máy có nút châm dầu nè, nút châm dầu dạng chưa tháo luôn, nguyên zin, máy rất là đẹp. Rồi máy 27 giá 2,5 triệu rồi, 2,5 triệu cộng ship máy số 27. Theo bên đây là nguyên một dàn máy CTS nha mọi người. Thì đây là một mã số 28. Thì đây một con máy CTS là CTS 25210BL. Thì con này có xây xác nha mọi người. Đây, xây xác. Con này xây xác đây. Đây, xây xác nha. Hàng này hàng vẫn được sản xuất tại Nhật. Thì loại này thì nó là cối sâu, chuyên về cho anh em nào câu lua. Dòng xe test thì khá nổi tiếng rồi. Hoạt động thì chân chu, mượt mà. Nói chung là không có cái lợn cận luôn. Có tiếng sẹt sẹt của mặt siêu nha mọi người. Dòng đây qua thì có mặt siêu thì phải chấp nhận cái tiếng đó thôi. Hoạt động tương đối ok, chân chu. Thì máy này cước số 1 á, B số 1 á, sẽ được 200m, B 1.5 á, sẽ được 150m nhé. Máy cước ok. Đó, con mạch siêu. Đó, con này xây xác rồi bán giá thanh lý luôn. Rồi máy số 28 giá 2,4 triệu nha mọi người, 2,4 triệu cộng ship máy số 28, xây xác nên bán giá sẽ miệt thanh lý cho mọi người. Xét xuất cho này một tí nữa. Tổng thể hoạt động thì mượt mà nhé. Đây rất là im. Rồi mã số 28 2,4 triệu cộng ship. Mã số 29 lên cho người một con máy Daiwa CTS. Thì đây một con máy Daiwa CTS 2506H. Thì dòng H này thì 2506H này thì GTO của nó gà tầm khoảng 6 chấm nha mọi người, 6 chấm. Và con này B 0.8 á, sẽ được 130m, B số 1 sẽ được 100m. Đó. Và máy có mặt siêu. Và được cái là con này được độ núm độ nha mọi người. Đó. Núm rất là xịn nhá. Những máy này nó chạy ra tầm khoảng 10 mặt đạn nha mọi người, 10 cộng 1 mặt đạn. Đây, máy có mặt siêu. Máy được sản xuất tại Nhật. Tổng thể ngoại hình thì còn rất ok. Đó. Xước xác và xước lông mèo thôi. Xíu ít ở đây tí thôi. Thông số nó hơi bị bay màu một tí. Ngược lại cái hoạt động thì trơn tru nha người, hoạt động rất là mượt nhé, ngon lành. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Tiếng bô bin nghe cũng rất là đã. Rồi giá công khai máy số 29, giá 3,2 triệu người, 3,2 triệu cộng ship máy số 29. Tiếp theo máy số 30 lên tiếp người một con máy Daiwa CTS. Thì đây một con CTS 3000. Đó. Con 3000 thì thích hợp cho anh em câu lóc, câu lóc gừng, câu nhái thiệt, lure gần. Và máy này vẫn có mặt siêu người, máy có mặt siêu. Thì tổng thể ngoại hình thì nó có xây xác đây, xây xác li ti thôi. Xước đây tí nè. Xước ở đây nữa. Dạng nó xước mà cái lơ, cái sơn phủ nó phủ lại mọi người. Đó, nhìn không thấy kỹ đâu. Xước ít ở đây một tí. Nói chung thì máy có xây xác ít. Máy xây xác đây nè, xây xác khúc này. Đó. Máy được sản xuất tại Nhật. Và CTS 3000 thì cước số B số 2 sẽ được 200m nha người. Đó. Mấy thông số nhìn cũng không kỹ nữa. B 2.5 sẽ được 200m nha. B 2.5 sẽ được 200m. Và con này chuyên về cho nên có bạo lực, lô bạo lực nè. Đó. Xây con này tương đương ra tầm khoảng 4.000-5.000 Shimano nhé. Máy hoạt động rất là mượt và được độ, nấm độ.
RCS. Đó. Con này của anh em công nhắc thiệt là vô tư. Rồi, giá công khai mã số 30, giá 2.6 nha người. 2.6 mã số 30. Mã hoạt động rất là êm. Tiếp theo mã số 31. 31 lên cho mọi người một con máy Daiwa CTS 2508BE. Thì con này đời 2013. Và đây thông số của nó đây, ga tự ổn của nó là 4.8.1, nặng là 240g, mát rắc của nó là 7kg. Con này chạy là 10+1 mặt đạn. Và thông số của nó thì cước be 0.8 sẽ được 115m, be 0.8 sẽ được 150m, be số 1 sẽ được 120m. Mà có đầy đủ. Và con 31 này về thì full hộp và túi sách lông đền phụ đầy đủ hết nha mọi người. Đó. Thì những máy full hộp này thì ngoại hình nó còn rất là mới. Đây. Rất là mới nha. Đây, mặt siêu. Dạng xước lông mèo nhẹ thôi, dạng hàng dùng lướt. Tổng thể của mình còn rất là mới luôn. Đó. Sức thì sức ít thôi, nó có thể chấp nhận được. Thì con này vẫn được độ nấm độ RCS nha, nấm xịn của Nhật. Thì quay rồi tất cả ok hết, hoạt động mượt mà, rất là êm. Quay ngược ok, quay tới ok, mượt mà nha mọi người. Hai dính, đó. Rất là êm. Máy vẫn được sản xuất tại Nhật. Rồi, giá công khai mã số 31, giá là 3.6 rồi, 3.6 mã số 31. Tiếp theo con máy cuối cùng, một con Daiwa CTS máy bự. Thì đây một con Daiwa CTS 3012H. Và con này nó về thì full túi luôn. Full túi sách hướng dẫn. Lông đền phụ. Hộp. Đó. Và con này về chia về cho anh em dạng lua gần, lua lóc, câu dít, dít nhẹ thôi. Thì con này gato của nó là 5.6.1, nặng là 275g, rắc mát của nó là 7kg. Con này chạy 10 mặt đạn nha mọi người. Đó. Trong đó có 5 cái mặt đạn chạy mặt siêu rồi. Và con này nó có thông số BE 1.5 sẽ được 200m nha. BE 1.5 sẽ được 200m. Và con này có xe tương đương là thẳng 4.000-5.000 Shimano. Tiếng rắc mô bin nghe cũng rất là đã nè. Máy thì hoạt động trơn tru, mượt mà. Quay ngược ok, quay tới ok, rất là mượt nha. Thì con này dạng vàng dùng lướt này, rất là đẹp. Đây. Siêu đẹp luôn. Con này theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó ra tầm khoảng 95% nhé. Rất là đẹp, soi kỹ giống người xem luôn. Hàng vẫn hàng sản xuất tại Nhật. Con này thì nguyên zin, chưa tháo. Mặt siêu. Rất là đẹp máy. Hoạt động chân chu nhé, ngon lành. Rồi, giá công khai mã số 32, giá 3.8 người, 3.8 cộng ship mã số 32. Rồi, đó tổng cộng 32 máy câu lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt shop số để số điện thoại ở góc màn hình này, mọi người có thể cần liên hệ với shop hoặc để và anh em có thể comment lại số điện thoại, shop sẽ tự động liên hệ với mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.